BWK29, hàng tháo xe cầu cào bên Mỹ về nha anh em. Tình trạng là cực đẹp. Bình xăng con này mình bán giá 2,4 triệu nha anh em. Đây là bình, đúng là bình zin theo xe cầu cào. Người ta anh em chơi xe hay gọi là bình BWK29. Nó khác biệt hoàn toàn với lại cái những cái bình BWK28 có mặt trên thị trường. Cách nhận biết bình theo xe này dễ nhất để anh em nhận biết đó là e, ốc găng ti, ốc gió đều nằm về một hướng. Còn những cái dòng bình khác thì cái ốc gió nó sẽ nằm bên đây, cái ốc gió nó sẽ không nằm một hướng. Còn bình theo xe là e, găng ti, ốc gió sẽ nằm về một hướng. Tình trạng là cực đẹp nha anh em, bao găng ti, quả ra là cực đẹp, không một chút xíu luôn. Anh em nhìn ốc ác là biết rồi. Bình BWK29, hàng tháo xe cầu cào Mỹ cực đẹp, 2,4 triệu.